Hello tất cả anh em, à, hôm nay thì Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người, những ai đã và đang sử dụng dòng sản phẩm Micro MI30i Hiện đang bán tại Duy Nguyễn Studio nha Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin thì các bạn có thể vào trực tiếp website Duy Nguyễn Studio và các bạn tìm chữ MI30i Đây sẽ là sản phẩm MI30i của chúng ta Và... Uh, sản phẩm này đang được uh, bán trên thị trường với mức giá từ 2 190 Đây là một dòng uh, micro đa năng uh, Thiết kế phải nói rất là nhỏ gọn để cho chúng ta có thể chơi được trên tất cả các thiết bị âm thanh trong gia đình Cũng như là các dòng loa bluetooth Hoặc là chúng ta có thể kết hợp với các dòng xe ô tô cao cấp để hát và điều chỉnh trực tiếp trên app điện thoại Và đây hoàn toàn là một sản phẩm tích hợp vang số Chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp rất sâu vào các hệ thống tinh chỉnh bên trong và khi đã mua sản phẩm về thì à, quý vị có thể tải ứng dụng. Nếu như các bạn dùng iPhone, các bạn có thể vào App Store hoặc CH Play nếu như các bạn sử dụng các hệ điều hành Android. Các bạn hãy gõ giúp mình chữ Acnod Mixer. Acnod Mixer nha. Và đây, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Acnod Mixer. Hiện tại thì mình đã cài đặt rồi cho nên mình chỉ việc mở ra thôi. Đấy thì đây sẽ là giao diện của phần mềm Arnold Mixer để sử dụng được thì các bạn sẽ kết nối Bluetooth với lại điện thoại hiện tại thì ở đây nó chưa kết nối nha quý vị cho nên chúng ta sẽ đây nó đây nó hiển thị là chưa kết nối à, nhưng trong clip này thì Duy Nguyễn chỉ hướng dẫn cho các bạn sử dụng thôi cho nên cũng khá dễ ha khi các bạn kết nối Bluetooth đây thì nó sẽ tự động nó nhận nhận diện cái sản phẩm của chúng ta và giao diện điều khiển cũng rất là dễ dàng quý vị Đầu tiên là chúng ta sẽ điều chỉnh được master. Master ở đây tức nghĩa là các âm thanh tổng, âm thanh tổng dành cho micro hay là nhạc chúng ta có thể điều chỉnh qua cái này. Thì phần master chúng ta sẽ có âm lượng của micro, âm lượng của micro hoặc là âm lượng của echo. Quý vị lưu ý nhé, đây chỉ là âm lượng thôi nhé. Và kế bên sẽ là reverb. Thì vì là sử dụng chip số cho nên là chiếc micro này có thêm tính năng reverb rất là cao cấp. Ngoài ra thì chúng ta có thể điều chỉnh thêm music. Đấy, music đây nha và master, âm lượng tổng. Ok, rất là đơn giản đúng không nào? Ngoài ra thì ở master chúng ta còn có thêm tính năng gọi là FBX và FBX này là tính năng chống hú cực kỳ cao cấp của dòng micro này, nó có thể chống hú rất tốt. Có thể nói là 100% thiết bị này sẽ không bị hú rít khi chúng ta kích hoạt tính năng này lên ngoài ra thì có thêm tính năng bass bút và tính năng Exchanger. thì hai tính năng này giống như là tính năng để nâng cấp âm bass và nâng cấp uh, độ rộng không gian của một bài hát uh, nó sẽ có tác dụng vào nhạc beat khi mà chúng ta kết nối bluetooth điện thoại với lại uh, chiếc micro này để chúng ta hát uh, để mà lướt qua được thì các bạn chỉ việc vuốt trên góc màn hình trên góc màn hình chúng ta có thể vuốt qua vuốt lại để mà chúng ta di chuyển các cái tính năng ẩn. À, khi mà di chuyển hết về phía bên trái thì nó sẽ cho chúng ta điều chỉnh được à, tất cả những thứ gì mà liên quan đến micro. Thì các bạn lưu ý trên góc màn hình ở đây nó sẽ để chữ micro. Thì những gì mà liên quan đến micro chúng ta sẽ điều chỉnh trên đây. Đấy. À, micro chúng ta có thể điều chỉnh được âm lượng mic 1, mic 2 nè, mic 1, mic 2 hoặc là bass, âm trung và âm trép khá đơn giản chúng ta chỉ việc đứt ngón tay vào và kéo lên kéo xuống kéo lên kéo xuống những cái cần gạch đậm là những cái cần mà nhà sản xuất mặc định cho chúng ta chúng ta có thể tăng giảm tùy thích nha còn nếu như chúng ta không thích phá chúng ta có thể trả nó về những cái cần gạt màu đậm à, vuốt sang bên phải thì sẽ cho chúng ta điều chỉnh sâu hơn về Eco thì quý vị có thể nhìn thấy ở góc màn hình này nó hiển thị Eco thì nguyên cái bảng panel này nó sẽ cho chúng ta điều khiển chỉ những gì mà liên quan đến Eco mà thôi thì re-bits ở đây thì Duy Nguyễn cũng sẽ giải thích cho quý vị hiểu luôn re-bits chính là độ dài của Eco quý vị Độ dài của Eco ngắn hay là dài Là do cái re-bits này nó quyết định Và mặc định của nhà sản xuất thì nó để nằm ở ngưỡng 55-54 Chúng ta có thể tăng giảm Quý vị có thể dọc nhịp thoải mái Nếu như mà chúng ta cảm thấy nó không hay Chúng ta có thể trả về ngay cái gạch đậm Các bạn thấy cái gạch đậm ở đây không? Cái gạch đậm ở đây là nhà sản xuất cố tình chỉnh sẵn cho chúng ta và nếu như chúng ta không thích chúng ta có thể thay đổi đi hoặc là chúng ta có thể trả về mặc định ban đầu, rất đơn giản. Ngoài ra thì delay, delay ở đây là độ trễ. Độ trễ ở đây là gì? Độ trễ ở đây là độ trễ của tiếng echo. Khi chúng ta alo lô 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 hay là lô 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 thì đó được gọi là độ trễ, delay. Chúng ta có thể tùy chỉnh cho nó hay. À, có một cái lời khuyên dành cho các bạn à, là chúng ta nên để nó trong cái ngưỡng khoảng là từ 215 cho đến 225 là sẽ là đẹp nhất dành cho giọng hát hoặc là 230 cũng được nhá đó chúng ta có thể tăng lên đây 225 để chúng ta có thể hát được đa dạng và rõ lời bài hát hơn đó, còn những ai mà thích uh, nâng giọng thì chúng ta có thể trả nó về 215 phần hai kích ở đây cũng khá là hay hai cách ở đây tức nghĩa là nó sẽ cắt đi những cái tần số cao dành cho Echo tại vì sao giọng hát của chúng ta mặc định là tầng dãy tầng từ 80 cho đến khoảng độ 16 kHz 16.000 nha thì uh, Eco chúng ta không nhất thiết là phải cho nó quá sáng tại vì Eco chúng ta sẽ cho nó ẩn ẩn ở bên dưới giọng hát thì chúng ta sẽ cắt những cái dãy tầng cao đi Tại vì những dãy tầng cao là những giải tầng chép và chúng ta cần loại bỏ nó đi đó chúng ta sẽ loại bỏ ở đây chúng ta có thể loại bỏ bắt đầu từ 8.000 quay về hoặc là chúng ta có thể muốn sáng hơn thì chúng ta có thể đẩy nó lên 16.000 luôn thì tiếng Eco nó sẽ sáng hơn hoặc là chúng ta muốn cho tiếng Eco nó tối hơn chúng ta có thể cắt nó về Cắt nó về 8000 đổ lại. Thì nó sẽ nổi bật được cái dòng hát chính lên. Ngoài ra chúng ta có thể tăng được âm bass và âm trep dành cho micro. À dành cho echo. Mình xin lỗi. Bass trep ở đây nó không ảnh hưởng đến micro nhé. Nó chỉ là bass trep của echo thôi. Rất là thú vị đúng không nào. Chúng ta chỉnh được khá nhiều trên cái hệ thống này. Kế bên nữa sẽ là reverb quý vị. Reverb ở đây thì uh, Duy Nguyễn khuyên các bạn nên để quét ở 100% để cho nó nhẹ hát. Room size thì các bạn ngầm hiểu được một điều rằng một căn phòng càng lớn thì độ vang nó sẽ càng nhiều Và một căn phòng càng nhỏ thì độ vang nó sẽ càng ít Đó cũng là điều đơn giản mà thôi Ở đây thì nhà sản xuất cho chúng ta ở ngưỡng 80 Chúng ta có thể tăng giảm tùy thích Max 100 vẫn được, không vấn đề gì hết Ok, uh, dry là gì? Dry tức nghĩa là giọng hát mộc của chúng ta thì trong phần reverb chúng ta có muốn pha giọng hát mọc vào hay không đó chính là cái dry này quyết định và nhà sản xuất đã pha một tí xíu xìu xiu giọng hát mọc của chúng ta vào reverb nhằm cho nó rõ ràng cái lời hát hơn một chút hoặc là chúng ta có thể đam binh đam binh ở đây thì uh, nó giống như là cái độ nhồi quý vị hiểu nó ngầm nó là một cái độ nhồi của reverb và khi chúng ta nhồi lên càng nhiều thì cái reverb nó sẽ càng mạnh mà thôi không vấn đề gì hết mình xin lỗi uh, màn hình bị tắt À, kế đến nữa sẽ là bass và trap của reverb Đó, nó cũng tương tự như trên echo đây là bass trap của reverb vuốt sang nữa thì chúng ta sẽ điều chỉnh được âm bass âm trung và âm trap của music chúng ta sẽ điều chỉnh được ba band eq cho dãy tầng ok như vậy là hết rồi đấy thì chiếc micro đa năng mi 30 i này nó không phải đơn giản chỉ là một chiếc micro đa năng mà nó chính là một chiếc micro hoàn toàn là một con vang số nằm trong cái bên thân rất là nhỏ gọn này nó tuy nó rất là nhỏ gọn nhưng mà một cái vi mạch phải nói rất là xịn sò được nằm bên trong và hai chiếc micro này là hai chiếc micro cực kỳ cao cấp chúng ta có thể điều chỉnh được rất là nhiều thứ bên trong chiếc micro này đó trên thân micro nha các bạn sẽ có thể nhìn đây chúng ta có thể điều chỉnh được âm lượng trên micro điều chỉnh được eco trên micro luôn rất là nhanh rất là nhanh ngoài ra thì một cái phần mềm nữa cũng khá là hay khi mà chúng ta mua chiếc micro này về đó là chúng ta có thể tải thêm một cái ứng dụng hát karaoke chuyên nghiệp trên điện thoại của chúng ta thì ứng dụng này nó là gì ứng dụng này nó thứ nhất nó sẽ kích cầu được cái âm thanh 100% tối ưu Khi mà quý vị hát trên Youtube Quý vị sẽ bị tình trạng Quảng cáo là thứ nhất Và cái thứ hai sẽ là âm thanh bị giảm chất lượng Chỉ còn khoảng độ 60 Cho đến 70% mà thôi Thì khi chúng ta tải phần mềm này về Âm thanh sẽ được tối ưu 100% Các bạn có thể tải cloud karaoke Sơn ca media về nha Bây giờ mình sẽ tiến hành tải thử rồi và mình sẽ mở lên à mình có thể bỏ qua cái đoạn quảng cáo này vào lần thứ hai lần đầu tiên thì nó sẽ quảng cáo nha quý vị đó nó hỏi là muốn sử dụng bluetooth thì quý vị lưu ý luôn chỉ những sản phẩm do công ty sơn Media sản xuất thì mới sử dụng được phần mềm này chấp nhận còn khi mà chúng ta xài những hệ thống loa khác thì chúng ta sẽ không kết nối được với cloud à, đây là một cái kho ứng dụng phải nói rất là chuyên nghiệp của actnot đã phát hành trong suốt thời gian vừa qua và mình cũng xin phép giới thiệu một tí nữa. Với ứng dụng này thì không những chúng ta có thể tìm được bài hát mong muốn trong cái kho cloud, ngoài ra chúng ta còn có thể hát luôn trên YouTube luôn. Những bài hát nào mà có trên YouTube thì sẽ được hiển thị hết trong đây và âm thanh sẽ được tối ưu 100%. Ngoài ra ở đây chúng ta vẫn chỉnh được volume của thiết bị luôn. Đấy. Và ở đây sẽ có những cái danh sách bài hát nè chúng ta sẽ tìm theo thể loại hoặc là chúng ta có thể chấm điểm sau khi chúng ta hát xong đó à, thiết bị này có luôn cái tính năng à, chấm điểm nữa quý vị khi mà chúng ta hát xong thì nó sẽ chấm điểm cho chúng ta như quý vị thấy là chấm điểm vui nè ha à, chúng ta có thể kích hoạt lên đó thì âm thanh của cái à, phần mềm này à, ra rất là to và rõ rất là lớn chúng ta khá là nhiều cái chơi vui trên này ngoài ra thì không bị quảng cáo đó, mình hát sẽ không bị tình trạng quảng cáo. thì à, quý vị thấy cái thiết bị này nó có hay hay không? tại vì mình thấy rất là nhiều đơn vị bán sản phẩm này nhưng mà đa số chả ai chia sẻ về vấn đề này. cho nên clip này à, mình cũng xin khẳng định luôn, đây là một clip hướng dẫn khá chi tiết và đầy đủ nhất mà các bạn đã được xem. À, còn về quý vị có yêu thích Duy nguyễn studio thì quý vị có thể ủng hộ những sản phẩm đang được bày và bán tại trên trang web di nguyễn studio com vn à, bên em thì là chuyên cung cấp về tất cả các sản phẩm karaoke gia đình cũng như là hệ thống loa di động karaoke mini tất cả các thiết bị livestream đều có bán tại website của bên em và rất hân hạnh được phục vụ cho tất cả quý vị gần xa còn bây giờ thì trong clip này duy nguyễn xin kính chúc cho tất cả mọi người à có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống xin phép mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong một clip gần nhất và nhớ đừng quên subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ những clip hướng dẫn mới nhất và tiếp theo